Thưa bác là đây là cái khung cảnh cái bản làng của em Hưng với lại em Thuận này các bác. Ở đây thì có khá là nhiều hoàn cảnh vẫn còn rất là khó khăn đấy các bác. Và đặc biệt là đường xã đi lại thì rất là khó khăn. Đường xe là không đi đến nhà đâu các bác. Ở nhà của em Hưng với em Thuận thì phải đi qua cái bụi tre này xuống tít tận dưới kia thì mới đến. Còn ở trên này thì ở đây, đây là cái ngôi nhà của ông cụ Bại Liệt đây các bác. Và bây giờ thì cháu Trình sẽ mang những cái đồ đạc để xuống nhà của ông cụ Bài Liệt. Còn đây là nhà của ông cụ mà neo đơn các bác. Thì cháu Trình sẽ gộp hai ông cụ lại với nhau để sẽ nấu nướng và ăn uống cho nó tiện lợi các bác ạ. Đấy, đường xuống đây là bây giờ là không đi xe máy được rồi các bác. Đấy, hôm nay thì cháu Trình có vác lên một cái bao đồ rất là to. Đấy, và một mình cháu Trình thì không thể mà vác đi được rồi. Cho nên là cháu Trình có đi cùng với lại em trai của cháu Trình. Đây, nào em chào các ông các bà đi. Dạ, cháu chào các ông, các bà, các cô, các chú, các bác. Cháu tên là Lực, cháu là em trai của anh Trình. Hôm nay cháu sẽ đi theo anh Trình đến thăm hoàn cảnh của hai anh cụ ạ. Hôm nay thì lần đầu tiên mà em trai của cháu Trình là lên sóng cho nên là khá là rụt rè các bác ạ. Khả năng là để lần sau thì sẽ nói lưu loát hơn nhé. Đấy, bây giờ là em xách ba đồ xuống đi để anh vác ba lô cho. Đường là rất là bé luôn này các bác. Ở bản làng này thì các chú là vẫn đi xe được luôn nhé. Những cái hôm mà trời mưa là đi rất khó luôn. Tầm này thì nếu như mà cháu Trinh đi xe xuống là vẫn đi được. Nhưng mà phải để xe tít dưới kia sau đó là vòng ra thì cũng khá là xa đấy các bác. Cho nên là chọn đi bộ sẽ nhanh hơn. Nào quần áo này. Áo để anh cầm cho. Bác được không em? Được ạ. Trai của cháu Trinh thì người rất là to luôn này các bác. Đây là em trai nhà bác. Và khả năng là ở trong nhà thì em này là sẽ cao nhất nhà luôn. Em ấy thì cũng vừa mới học hết cấp 3 rồi các bác. Đây đây đường này em ơi, đường này. Mới học hết cấp 3 được 2 năm chưa em nhỉ? Dạ, được 1 năm ạ. Được 1 năm. Đấy, học hết cấp 3 được 1 năm thì em mới có đi xuống thành phố để làm thuê đấy các bác. Thì cháu Trinh cũng khi mà làm những cái công việc tình nguyện như thế này thì một mình cháu Trinh thì đi làm là cũng rất là bất tiện đấy. Cho nên là cháu Trinh muốn là hướng em trai của cháu Trinh là sẽ đi theo con đường tình nguyện như thế này để giúp đỡ bà con. Và về em ấy thì tuổi còn khá là nhỏ thì cháu Trinh sẽ rèn cho em ấy là có một cái đức tính là làm việc thiện nguyện các bác ạ. Công việc của em ấy khi mà đi theo cháu Trình ấy thì sẽ có thể là vừa quay phim này vừa chuyển những cái đồ mà nặng ấy các bác. Một mình cháu Trình vác không được thì sẽ nhờ em ấy là chuyển đi đến các hoàn cảnh như là đoạn đường này thì phải đi bộ. Một mình cháu Trình thì vừa cầm máy quay là vừa vác đồ là cũng không vác được. Cho nên là cũng phải nhờ đến em ấy. Và người ngoài thì rất là khó để mà nhờ đi theo đấy. Thì có hai anh em ở trong nhà thì sẽ nhờ em ấy luôn. Em ấy là em trai nhà bác và đứa con út ở trong nhà của bác ạ. Đi đường bên kia em ạ. Đi đi đường này. Đấy đi đi đường kia, đường này. Đấy. Em ấy thì hôm nay mới là ngày đầu tiên đến chỗ nhà của ông cụ Bại Liệt cho nên là vẫn chưa biết đường đâu các bác. Hôm nay thì không biết là ông cụ có ở trong nhà hay không. Và cháu Trinh thì có mua lên những cái đồ mà khá là nặng đấy các bác. Cái bao này thì không hề nhẹ đâu. Có rất là nhiều đồ đạc ở bên trong. Ui dồi. Đằng xa xa kia cháu Trinh thấy có ai đang nói chuyện ở đấy, đang nói chuyện ở nhà của ông cụ đấy các bác. Ui dồi. Thấy cả khói bốc lên. Em đưa cái mic đây cho anh nào. Nặng không? Dạ không. Bác lên nhà luôn nhé. Vâng. À Hưng à. Ui giời, hôm nay lên phụ ông để dọn dẹp nhà cửa à? Vâng, em lên. Chào công các bạn, chào cô các chú. Rồi. Đấy, hôm nay là em Hưng có lên nhà của ông cụ để mà dọn dẹp này, xong là đốt rác này. Ui giời ơi, quá là tuyệt vời luôn quá.
À Thuận cũng lên à? Ui giời ơi, hai anh em này tuyệt vời quá nhỉ. Nào Thuận chào con các bà đi Thuận. Con chào con các bà. Rồi từ từ đã, chào lại đã, anh quay chưa được. Con chào con các bà. Rồi, ngoan quá nhỉ. Đang quét nhà cho ông à. Đấy đúng rồi, em phải phát ngoài này cho sạch sẽ. Cái này sáng nay là thím phát rồi đấy. À. Em đi qua phát rồi. À. Cái cả mấy cái cành bụi kia em sợ rắn vào nhà ấy. Kiểu không cứu, không chặt đấy. Ừ. Đây. Đây là cái khung cải nhà của ông cụ đây. Ông cụ neo đơn là có ở nhà không hả Hưng? Có, không nào nhà. Có ạ. Em đi trò chuyện với ông vui hẳn đấy. À. Ông là cũng nói chuyện nhiều phết nhỉ? Khi mà có người ra là cũng... Vâng. Ừ. Thuận là sáng nay có đi học không hả Thuận? Em có à? À. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? À. Đấy, cùng với lại anh trai làm thiện nguyện đây các bác. Làm những cái công việc rất là tốt. Tuy rằng là cuộc sống của anh em này thì cũng vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì về cái kinh tế thì hai em là không giúp được. Nhưng mà về tình cảm thì hai em có thể là phụ giúp ông. Và không chỉ riêng hôm nay đâu, hôm nay là cháu Trinh vô tình lên để mà bắt gặp được hai anh em là ra phụ giúp ông thôi. Chứ hàng ngày là Hưng với Thuận là cũng ra thường xuyên để mà giúp đỡ ông đấy các bác. Nhà ông cụ kia là bây giờ ông ấy ở một mình à Hưng? Ông cụ hôm nọ anh vừa vào đấy. Ừ. Ông ở một mình mà. À. Thế nhà ông ấy cũng không làm ruộng gì hết à? Nhà ông có làm một tí nhưng mà để cho trai ông làm, không làm. À, ông là bây giờ cũng không làm được đúng không? Không già rồi. À, anh thấy là ở nhà cháu có cái đồ gì mà giá trị cả, không có một bao gạo luôn đấy. Nhà ông thì khỏi cả bao. Không có một bao gạo rồi là một con vật nuôi cũng không có nhỉ? Không có, không có nuôi đâu. Ôi dồi ôi. Thế là ruộng là ông cũng không làm được à? Bây giờ thì khi mà cháu Trinh lên chia sẻ cái hoàn cảnh của hai ông cụ đấy thì cũng được quý cô bác, quý mạnh thường quân là quan tâm thì cũng có gửi được chút quà cho hai ông cụ. Thì bây giờ anh đang tính như thế này, này là khi mà món quà đấy thì anh mua lên đấy thì gộp lại một nhà đấy để cho hai ông ăn cùng nhau nhỉ? Ừ, cũng được. Để một nhà ăn cùng nhau, nếu như mà ông ấy ra đây ngủ thì cũng được, mà ở không thì... Ăn ở đây cũng được. Tại vì là ông ở đây thì không nấu nướng được rồi, không đúng đi lại được thì ông có thể ông là nấu nướng cũng được. Đấy, thì ông kia sẽ nấu. Đúng. Còn về cái phần quà thì sẽ lấy ra để mà để một nhà luôn. Đúng rồi. Thế khỏi phải mỗi người một nhà thì lại khó nhỉ. Đúng rồi, lúc lại ai cũng tự nấu rồi. Lại đấy. Không nấu được ấy. Xong là ông ấy muốn ra đây ngủ thì cho ông ra đây ngủ luôn, còn để không thì đây, ăn uống thì cho ăn uống ở đây. Kia đây ở đây với ông còn có bạn mà nói chuyện ấy. Đấy. Đỡ buồn hơn chứ nhỉ. Còn không thì ông ấy không chịu thì cứ ngủ ở đấy cũng được, nhưng mà đến bữa thì ra đây để mà nấu cơm cho ông ăn nhỉ? Vậy cũng được. Ông thì bây giờ ở nhà là cũng lấy củi các kiểu là vẫn đi được chứ nhỉ? Đi được, lấy củi được mà. Củi rồi nấu cơm rồi là xách nước. Ở đây thì không có một cái giếng, cái bể nào ở gần đây cả. Phải đi khá là xa đấy, cho nên là cháu Trình mong muốn là sẽ để ông cụ neo đơn là ra ở với ông cụ Bài Liệt để mà có thể là ông cụ neo đơn sẽ chăm sóc ông cụ Bài Liệt. Còn những cái đồ ăn thức uống thì được các mạnh thường quân mua lên thì cháu Trình sẽ mang để cho hai ông, để hai ông sẽ chăm sóc lẫn nhau các bác ạ. Như này là cháu Trình nghĩ cái phương án này là thích hợp nhất rồi các bác. Tại vì là nhà của hai ông cụ là cũng ở khá là gần nhau nữa. Đấy, khi mà cháu Trình mua những cái đồ đạc lên mà để cho hai ông mỗi người một nhà thì lại khó. Thuần là cầm dao phải để ý vào nhé, cẩn thận vào. À, tuy rằng là em ấy còn nhỏ thế này là việc gì em ấy cũng biết làm hết các bác ạ. Búp bê của Thuần đâu rồi? Ở nhà. Rất là thích búp bê luôn. Từ trước là được các bác gửi lên cho là cứ ôm thôi. Tối là có ôm búp bê ngủ không? Ừ. À.
Ở ngay trên này thì cũng có một cái ngôi nhà khá là sộc sạch đấy các bác. Ở cái bản làng này thì hầu như là ngôi nhà nào cũng vẫn còn khá là khó khăn các bác ạ. Ở đây cũng có một cái ngôi nhà này. Đấy, ở đằng xa xa kia các bác. Nó rất là sộc sạch luôn. Đấy, đường xe thì đi lại là không đến nhà. Đấy, ở đây có một cái ngôi nhà bé bé này. Đấy. Khi mà đường xã đi lại không đến nơi đấy các bác thì những cái gia đình là rất là khó khăn và hầu như là không thể phát triển lên được. Ở đây thì cũng có một cái ngôi nhà nhưng mà bỏ hoang rồi, không biết là đi đâu hết rồi này. Ngôi nhà dưới này không có người ở Hưng? À, cái đấy là lán à? Lán hay là nhà? Trùng Châu à? À. Úi dồi ôi. Em ra phát phụ đi. Nào cho anh phát cho nào. Đấy, khi mà đi cùng với người mà đồng hành ấy các bác thì nhiều lúc là sẽ phụ được nhiều hơn. Nhiều khi là cháu Trình cầm máy quay thì không thể mà bắt tay vào làm được. Chỉ có lúc mà cháu Trình dừng ghi hình thì cháu Trình mới có thể phụ được thôi. Đấy, còn đi theo bạn hoặc là đi theo em trai của cháu Trình như hiện tại ấy, thì em ấy có thể là phụ đấy. Cái đấy kệ đi. Phát những cái chỗ này đi cho nó ấy. Đấy. Đợt trước cháu Trình ra là thấy cái bên ngoài này ấy là rất là rậm rạp luôn. Các bác ạ, như một cái ngôi nhà hoang luôn. Thật sự mà nói là như vậy luôn các bác. Tại thì cháu Trinh cũng thấy bên ngoài này là có những cái bó củi được mọi người ở trong làng là lấy ra cho ông này các bác. Ui giời, cháy to luôn nhờ. Thưa bác là hiện tại thì cháu Trinh đang có mặt ở nhà của ông cụ neo đơn này các bác. Đấy thì bây giờ đi một đoạn nữa là đến ngôi nhà của ông cụ neo đơn rồi. Và cái ngôi nhà của ông cụ neo đơn ấy các bác là rất là giống như là không có người ở. À dưới kia. Ông ơi! Mất dân rồi dễ ơi! Ông là người đồng bào dân tộc Nùng các bác. Là cháu Trinh cũng là dân tộc Nùng cho nên là nói chuyện với ông là rất là dễ dàng. Có thể là nói bằng tiếng địa phương ấy. Chứ nếu như mà đi chia sẻ những hoàn cảnh mà như hai ông cụ bên chỗ bạn Giang, A Giang TV đang chia sẻ đấy thì nhiều khi là giao tiếp rất là khó các bác, phải có người để mà phiên dịch ấy. Đấy. Ông đây vừa mới đi nhà bên dưới, khả năng là đi xin cơm ăn các bác. Xin khâu về à gì? Chín giả ra, chín ra. Rất lòng mới khâu lắm. À, ông bảo là ăn cơm, ăn ở nhà, không biết là ai lấy cơm ra cho ăn các bác. À, thấy ăn ở nhà. Đợt trước thì cháu Trinh có thấy là bạn Lực cũng lên để mà thăm ông ấy và mang quà lên cho ông thì khả năng là bạn ấy mang gạo lên ấy các bác. Đấy, đường đi vào nhà ông này, một cái lối đi rất là nhỏ và cũng như là không thành một con đường đâu, chỉ có một mình ông đi lại thôi các bác. Rất là rậm rạp này, cỏ còn không chịu phát ra, không chịu cuốc ra. Đấy, ngôi nhà thì rất là nghiêng, nhìn từ bên ngoài đấy các bác. Đây là những cái thửa ruộng của ông này. Ông bảo là có 3 thửa. Đấy, 2 thửa ruộng này. Với cả dưới này một thửa nữa, đoạn ngắn này này các bác. Đấy thì ở đây là ông cũng không làm nữa, ông cho nhà của chú dưới kia làm. Đấy, và ông sẽ ra đấy để mà ăn cơm ở đấy luôn các bác. Ngủ nghỉ thì ông sẽ ngủ ở đây. Đấy, một cái ngôi nhà mà chỉ cần một cái cơn gió thôi thổi từ phía đằng này ra là cháu Trình nghĩ là sẽ đổ luôn đấy các bác. Đấy, phía đằng trên thì lập bằng những cái tấm tôn này, rất là mỏng luôn các bác. Khả năng
sẽ rất là nóng khi mà vào mùa hè đấy các bác. Đây, đây là cái cầu thang lên nhà của ông. Ui à. Ồ, có đâu khâu hơi nữa chứ. Nó tin bóng thứ bóng mà có sim nào. Ồ. À, khả năng là bao gạo này là bạn Lực mang lên cho này các bác. Lấy lắm. Một bao gạo to luôn. Đấy. Một bao gạo rất là to luôn các bác. Thì khi mà ông ở đây thì có gạo ăn. Và những cái hộp mì tôm trước giờ Trinh mang lên thì vẫn còn để ở ở trong cái buồng ngủ này. Đây. Sữa này giờ tiếp mà hàng má. Ồ. Đấy, có một cái thùng sữa nữa là bạn Lực bên kênh của bạn em ấy mang lên cho các bác. Còn đây là cái tủ đựng thức ăn của ông cũng như là bàn thờ của ông này các bác. Ôi giời ơi. Một cái tủ cũng phải nói là đàn rất là đơn giản các bác ạ. Đấy, còn đây là cái bếp nấu nướng của ông. Cái giường ngủ của ông đây. Đấy, cũng rất là sộc sạch các bác. Và những cái chăn này rất là cũ kỹ rồi, được rất là lâu rồi. Và phía đằng trên này thì cũng không thể mà che được những cái khoảng trống. Đấy, vẫn chưa che hết được. Nếu như mà có mưa to là sẽ tạt vào nhà. Và long tứ phản sai mới đi bò này chứ. Sai nó thêm để nó chứ. Ủa. Ủa. Tôn nó là tôm bắn này hơn đấy. Ồ. Đấy. Đây là cũng bị mưa là bị tạt vào bên trong các bác nhé. Đây. Ừ. Văn này hả thúng khâu chín nào. Ừ. Ồ. Đây các bác. Nấu cơm măng này. Cơm nấu để ở đây này. Đấy. Khi mà bạn Lực lên chia sẻ là mua gạo lên là có gạo ở đây ăn được các bác nhé. Có cơm ăn rồi. Tự nấu cơm ăn. Ui dồi ôi, ăn cơm không thôi à. Chính khâu đây đọt chứ. Muối phát cả chứ. Ồ. À có miến các bác ạ. Ông bảo là nấu với miến. Đấy, miến đây. Khả năng là bạn Lực mang lên này. Đấy, nấu cơm với miến ăn. Đợt trước thì cháu Trinh lên ấy, thì có mỗi cái quạt này là đồ giá trị nhất của ông thôi. Đây. Còn vẫn dè vẫn đang này, dè. Đang này lán hát khảo. Đang về đây. Đấy thì hôm nay cháu Trinh lên chỗ nhà của ông ấy. Vừa rồi cháu Trinh bảo với ông rằng là ngồi ở đây để mà nói chuyện một chút. Thì con này con tọc dè hàng chỗ này nọ. Lê con này lê khâu ca bóng lán mà thay ca giúp đỡ đấy. Đấy. Giúp đỡ để mi khâu chín. Lê à. Bạn này thùng khâu chín khâu lê dè bài bài ta dè bài thùng chín nọ. Chân châm chín. Đó. Đấy. Nhất chi nhất chi ạ. Bây giờ ta dè bây giờ chân thùng khâu chín. Nhất chi nhất chi ạ. Lấy khâu lấy bóng lán hả? Nhất chi gì đấy? À, thùng này chứ. Thùng này chứ? Ừ. Ừ, lấy bài bài chân châm thùng lấy chứ giúp bóng chứ giúp đỡ. Bóng chứ khâu hả? Chắc là này lấy bóng khâu. Lấy bài bài chắc chắc dè bóng lán lấy thùng khâu ấy thùng bài chín. Giả lấy nê lấy bấn vào này nê. Ừ. Thì cháu Trinh cũng chỉ mong muốn là hai ông về ở với nhau thôi. Để mà có thể là dễ dàng chăm sóc lẫn nhau. Rồi là những phần quà mà cháu Trinh mua lên ấy thì sẽ dễ dàng quản lý hơn. Ông thì còn đi lại được, còn nấu cơm được. Bây giờ ở với nhau thì ăn cơm với nhau. Nếu mà ông không chịu thì có thể là tối ông vẫn ra đây ngủ thôi. Đến bữa thì ông ra chỗ của ông cụ Bài Liệt ăn ở đấy để cùng ông. Bây giờ ông cũng ở nhà cũng ở không như thế này chả làm được cái gì cả. Thì đến bữa là ra đấy để nấu cơm ăn thôi, ăn với ông ở đấy thôi. Đấy. Đang vẫn đang hỏi ý kiến của ông. Đấy bữa nay đấy, lê khâu lê phác
lê cháu mi chín chín đây làn ông mà tố bài lê dè với bài thùng khâu chín nó ông bảo là hỏi chú dưới kia các bác. Bây giờ khả năng là ông không hiểu vấn đề hay sao các bác. Thực sự như thế này thì đối với suy nghĩ của cháu Trình là rất là mong muốn để hai ông ở với nhau, để mà có thể là chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ vẫn còn ông vẫn còn đi lại được và có thể là đi lấy củi rồi là nấu cơm, xách nước được đấy các bác. Đấy. Và đặc biệt là sẽ dễ dàng cho cháu Trình cũng như là các mạnh thường quân hơn rất là nhiều. Nếu như mà hai ông ở với nhau đấy thì có thể là khi mà cháu Trinh mua những phần quà lên thì không phải là chia làm hai nữa mà để gộp vào một nhà. Đấy, một mình ông thì có thể là nấu cơm thì ông nấu rất là ít và rất là tốn củi. Đấy, và khi mà một mình ở thì cũng không ăn được nhiều. Đấy, cho ông đi ngủ đấy thì có thể là ngồi với nhau, nói chuyện, tâm sự với nhau. Để cho bất cô đơn đi chẳng hạn đấy. Đợt trước là cháu Trinh chưa lên nhà của ông ấy là ông cũng hay ra nhà của ông bên kia để mà chơi lắm, ngồi tâm sự với nhau lắm cô bác. Nên bây giờ thì cháu Trinh sẽ ngồi đợi chú dưới kia lên để mà hỏi ông bảo là hỏi chú xem như thế nào đấy cô bác. Đây chú đang ra đến đây rồi. Năng này là nó xám hát thảo chỉ căng. Chú là biết nói tiếng phổ thông chứ nhỉ? Biết rồi, nhưng mà biết ít thôi. Biết ít à? Vâng. Bây giờ là ông này là tự ở một mình đúng không? Đúng rồi. Thế là bữa cơm hàng ngày là ông ấy đi đâu ăn? Nhưng mà bữa cơm hàng ngày nó khác nấu ăn thôi. Nhưng mà ông ấy không đi làm thì lấy cơm đâu ra để mà nấu? Nhưng mà nó cũng khác làm thôi, nhưng mà cho nó ví dụ vườn dùng của nó thì cho chú làm được bao nhiêu thì chi được bao nhiêu thì chi nhau như thế. Thì cháu này hỏi ông bảo là ăn cơm nhà chú là chính đúng không? Thôi nó có khác ăn ở đấy thôi. Nó, nhưng mà lúc nào nó không có thì nó đói thì nó xuống dưới ăn. Đói thì xuống dưới kia ăn. Không thì khi mà chú làm ruộng của ông thì được bao nhiêu thì ông vẫn chia cho ông một ít đúng không? Vâng. Được bao nhiêu thì chia bằng nhau. Thế thì bây giờ là cháu lên thì cháu cũng không phải là không phải ấy đâu, không phải sợ đâu. Và cháu chỉ muốn tốt cho ông và tốt cho cả về phần chú nữa. Vâng. Bây giờ chú là thật sự là không biết là chú có đang nói thật hay không, tại vì là ông hỏi ông thì ông bảo là ăn cơm chỉ có ăn nhà chú thôi và nhà của ông thì cũng chả thấy bao gạo nào để đâu cả. Thì nếu như mà ăn như vậy thì cũng rất là làm phiền chú. Đấy, chú còn có gia đình và vừa phải nuôi ông nữa. Thì bây giờ là cháu làm chương trình thiện nguyện như thế này là cháu lên giúp đỡ ông. Là những cái bữa ăn hàng ngày chẳng hạn, những cái quần áo mặc hoặc là những cái vật dụng ở trong nhà thì cháu có thể là khi mà kết nối được với các mạnh thường quân thì mọi người sẽ giúp đỡ ông. Đấy, để mà ông có cái ăn cái mặc. Đấy, bây giờ thì cháu đang chia sẻ hai hoàn cảnh. Một hoàn cảnh là của ông bại liệt bên kia kìa, chú biết không? Có, biết. Đấy thì bây giờ là cháu có cái mong muốn rằng là cái bữa ăn hàng ngày đấy. Bữa ăn hàng ngày thì chú không phải lo cho ông nữa. Vâng. Đấy. Thế. Cháu sẽ lo cho ông. Nhưng mà với cái mục đích, với cái gọi là bắt buộc là ông phải đi ra nhà bên kia để mà ăn uống hàng ngày. Còn là ngủ nghỉ thì ông có thể ra đây để ngủ. Đấy. Để mà cùng nhau ăn đúng không? Bây giờ cháu mua, ví dụ như mua một bao gạo ra để nhà bên kia thì hai ông sẽ ở đấy nấu cơm ăn. Đấy, còn khi mà ngủ thì ông có thể ra đây tự ngủ ở đây. Đấy, cháu nói như thế này thì chú có thế, như thế cũng đồng ý không? Đấy, bây giờ nhá, những cái như là dầu ăn này, dầu rửa bát, rồi là mì chính, muối đấy thì cháu sẽ mua ra để bên kia, thức ăn là để bên kia, nhà của ông bên kia đấy. Ông thích thì ông có thể là chuyển đồ đạc ra đấy để mà ở với nhau luôn cũng được. Bây giờ thì chú ở trong làng ấy thì chú cũng là người mà
hầu như là ở trong làng thì các chú là người mà giúp đỡ ông với lại ông bên kia thôi đúng không? Đấy. Thì bây giờ cháu lên thì cháu cũng chỉ là nhằm mục đích là muốn chia sẻ cái gánh nặng cho cô chú ở trong làng thôi, muốn giúp hai ông. Thì để hai ông ra ở với nhau thì dễ dàng chăm sóc hơn đúng không? Đấy bây giờ mà nếu như mà chú bảo là chú nuôi hai ông thì chú cũng chỉ muốn là hai ông ra ở một nhà thôi để dễ dàng chăm sóc thôi đúng không? Đấy thì cái bữa ăn thì có thể là đến bữa thì ông ra bên kia để mà ăn, ăn với ông kia luôn. Còn đến giấc ngủ đấy, đến giấc ngủ thì ông có thể ra đây để mà ngủ nếu mà ông không thích ngủ ở kia đấy. Đấy, ông chỉ việc là đến bữa là ông ra bên kia để mà nấu cơm ăn thôi. Đấy, ăn xong thì ông có thể về nhà đây để mà ở nhà, làm những công việc ở nhà rồi là đi làm thêm chẳng hạn. Đấy, đến bữa thì ông lại ra đấy ăn. Thì đấy, cháu đang vừa rồi là nói với ông thì ông bảo là hỏi chú xem là chú có đồng ý không. Vâng, được không ạ? Đồng ý. Chú là đồng ý đúng không? Đấy, thì nói chung là về cái vấn đề này rất là tốt thôi các bác. Thật sự là rất là tốt. Cháu Trình cũng chỉ mong muốn là như vậy thôi. Nếu như mà ông không chịu ra bên đấy thì cháu Trình cũng rất là khó xử luôn. Và rất là khó khăn trong cái vấn đề mà lên giúp đỡ hai ông. Nếu như mà gộp hai ông ở với nhau thì những cái phần quà mà quý cô bác anh chị mua lên là để hai ông tự sinh hoạt với nhau. Và hai ông thì cũng không có xích mích đâu gì đâu chứ. Vâng. Là vẫn ở với nhau được đâu thôi đúng không? Được thôi. Đấy thì vừa rồi là chú cũng đồng ý rồi và ông cũng đồng ý cô bác nhá. Thì khả năng là như vậy thôi, tính như vậy cô bác nhá. Đấy, cháu đang giải thích cho ông là bây giờ là ông ra ở bên kia là không phải là quà là của ông bên kia hết đâu, là quà là của cả hai ông. Hai ông có quyền ngang nhau, đấy, có quyền là sử dụng cái phần quà đấy để mà cùng nhau ăn uống. Đấy. Đang tính như này là rất là tốt rồi các bác. Vì cái gạo này thì cứ để đây đó, bao giờ hết ở bên kia thì cháu Trình sẽ lấy đi. Và cái này thì không biết là bạn Lực lấy lên hay là bên xã lấy lên cho nữa. Đấy thì vẫn chưa biết thì cháu Trình sẽ thử hỏi xem. Và bây giờ thì về cái phần mạnh thường quân của bên cháu thì cháu cũng xin phép. Và cháu đưa ra cái phương án như thế này thì không biết là quý cô bác anh chị có đồng tình với cái phương án của cháu Trình hay không. Thì trước tiên là cháu Trình vẫn đang tính như vậy đã. Nếu mà quý cô bác anh chị đều đồng thuận thì sẽ cho hai ông cụ là ở với nhau lâu dài. Còn bây giờ thì cháu Trình sẽ dẫn ông ra bên đấy để mà cùng nhau trao phần quà ở bên đấy cho hai ông cô bác nhé. Thưa ông bác, là vừa rồi thì cháu Trình cũng đã ra nói chuyện với cả ông khá là lâu rồi. Và hiện tại thì cũng đã thuyết phục được ông ra đây. Đấy, hôm nay thì có hai ông ở đây thì cùng với lại Thuận này, với lại bác chăm sóc ông, với cả chú chăm sóc ông bên này nữa. Thì có mặt đầy đủ thì cháu Trình sẽ nói qua về cái vấn đề mà cuộc sống của hai ông một chút. Và cái ăn uống sinh hoạt hàng ngày là sẽ cháu Trình đang tính là như thế này để xem là các bác có đồng thuận hay không các bác. Đấy thì vừa rồi cũng hầu như là ai cũng đồng tình với cái phương án của cháu Trình cả. Và hai ông thì cũng đã bàn bạc với nhau, bảo là ngủ thì không nhất quyết là không ngủ với nhau. Và mỗi người ngủ một nhà, tuy nhiên thì ông vẫn bảo là về giặt rũ thì ông có thể giặt cho, tắm rửa ông có thể tắm cho. Và nấu cơm, rồi là lấy củi thì ông còn đi lại được thì ông sẽ là người làm. Hưng ơi, bóc cái phần quà. Thuận lấy cái túi cho anh này. Thưa bác, là hôm nay thì cháu Trình lên ấy cũng có mang lên cho vài phần quà trước đó các bác. Đấy thì những cái khoản là cháu Trình sẽ gộp vào nhau hết các bác nhé. Hai khoản của ông hai ông ấy là cháu Trình có mua lên là hai hộp sữa ông Thọ. Hai hộp sữa ông Thọ này là mỗi người một hộp nhá. Đấy, ông này một hộp, ông kia một hộp. Đấy, mỗi người một hộp. Còn là hai dây sữa, mỗi người một dây. Đấy. Và mắm muối mì chính thì để chung nhau. Đấy, dây sữa này không? Chia cho ông kia một dây. Mì chính khoảng bao mà hơn à? Mỗi người một cái khăn mặt đó. Mỗi người một cái khăn mặt. Đấy, khăn mặt này là chia ra mỗi người một màu nhá. Đừng để lẫn lộn nhá. Cháu mua riêng ra mỗi người một màu khác nhau đấy. Đấy, mỗi người một màu. Con bẩy. Lấy ra hết đi. Con bẩy. Đấy thì gạo là hai bao. Đúng rồi.
Tạm thời là cháu Trinh sẽ mua những cái đồ vận dụng như thế này trước ha các bác nhé. Về khoản ăn tráng miệng thì ăn uống sữa này, buổi sáng là ban ngày khát nước sữa ông thọ này các bác, với lại một mỗi người một dây sữa này. Còn dầu ăn thì cháu Trinh mua loại to luôn, tại vì có hai người mà, hai ông ở với nhau mà. Còn dầu rửa bát này cũng là chai to luôn, cộng thêm là mì chính cũng là gói to luôn các bác nhé. Và muối này, đấy, mì chính muối. Và đây là một hộp cá khô này các bác, một hộp cá khô luôn các bác nhé. Và hai bao gạo đấy, cháu Trinh mua tạm thời là mua lên hai bao trước đã. Ở đây thì cháu Trinh có chi tiêu như sau: là hai hộp sữa ông thọ là 50.000, hai dây sữa là 56.000, mì chính với muối là 62.000, dầu ăn là 70.000, dầu rửa bát là 45.000, cá là 385.000, gạo là 320.000. Gạo này là một bao là 160 của bác nhé. Đây là có giá ở đây. Đấy, 160.000. Đấy, thì cháu Trinh chi tiêu đi là 988.000 các bác nhé. Đấy thì cũng đã trao đến cho hai ông rồi. Và vừa rồi cháu Trinh cũng đã thông báo với hai ông là phần quà này là của chung của bác nhé, không phải là của riêng. Đấy, của chung của hai ông. Đấy thì bây giờ thì cháu Trinh sẽ thông qua một chút về cái khoản được quý mạnh thường quân ủng hộ đến ông, cô bác nhé. Đây, đây là phần quà của ông cụ thứ hai này, thì cháu Trinh sẽ gộp vào của hai ông cụ luôn cô bác nhé. Của ông cụ thì vẫn còn, tuy nhiên là phần này là cháu Trinh lấy phần quà của ông neo đơn mua trước đã. Có đây là số phần quà của cô Trần Tô Phương là 300.000, Nguyễn Anh Đức là 500.000 và chị Huỳnh Ánh ở Bắc Kinh Lý Mỹ là 500.000, bà Thiệp ở Hà Nam là 500.000. Thì cháu Trinh đã chi tiêu đi 900 chi là 988.000 các bác nhé. Thì những cái khoản mà còn thừa đấy thì cháu Trinh sẽ mua dần lên sau các bác nhé. Đấy thì cứ để hai ông ăn uống hết đã. Và khi mà gộp hai ông như thế này thì rất là dễ dàng để mà có thể là giúp đỡ cho hai ông, cũng như là quý mạnh thường quân có gửi quà đến cho hai ông thì dễ dàng hơn rất là nhiều đấy các bác. Một lần nữa thì cháu Trinh xin được cảm ơn những phần quà hết sức là to lớn của quý cô bác, quý mạnh thường quân đã ủng hộ đến cho hai ông cụ rất là nhiều. Và về cái khoản của ông cụ thì vẫn còn dư một ít, thì cháu Trinh sẽ lên, thì cháu Trinh sẽ mua lên dần dần để cho hai ông cô bác ạ. Đấy, một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác, quý mạnh thường quân, quý vị khán giả đeo dõi trên kênh của Hoa Cái Vàng, luôn luôn trao tình cảm, tình yêu thương đến với những hoàn cảnh ở trên vùng cao, và luôn luôn đồng hành cùng với lại cháu Trinh. Đấy, và đấy, hiện tại thì cứ để ông như thế này là tuyệt vời rồi, đã thông qua hết rồi các bác nhé. Còn nội dung của thước phim đến đây thì cũng khá là dài rồi, cháu Trinh cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây, để mà có thể là lại nói chuyện với các cô các chú một lát và thông qua xem là nhất trí với nhau như thế nào trong cái vấn đề mà ăn uống của hai ông cụ. Đấy, thì cháu Trinh xin miến chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cái Vàng. Xin chào các bác. Nào Thuận nào. Con chào con các bà. Rồi, Hưng nào. Con chào con các bà, chào cô các chú ạ. Rồi.